Chào bạn, chúng ta đến với ngày 5 trong hành trình 28 ngày lột xác. Chủ đề của ngày hôm nay đó là tiền bạc nhiệm màu. Người biết ơn luôn đủ đầy, kẻ phàn nàn thì mãi thiếu thốn. Được trích trong sách Thánh Ca Cơ Đốc Giáo. Nếu trong cuộc sống bạn thiếu thốn tiền bạc thì hãy nhớ rằng cảm giác lo âu, ghen tị, đố kỵ, thất vọng, chán nản, nghi ngờ hay sợ hãi về tiền bạc sẽ không khiến bạn có nhiều tiền hơn. Bởi vì những cảm xúc ấy đến từ việc bạn không biết ơn tiền bạc. Phàn nàn về tiền bạc, cãi nhau về tiền bạc, chán nản về tiền bạc, phê phán số tiền phải trả cho thứ gì đó hoặc khiến ai đó cảm thấy tiêu cực về tiền bạc, tất cả đều không phải lòng biết ơn. Và tình hình tài chính của bạn sẽ không bao giờ được cải thiện, mà chỉ có tồi tệ đi mà thôi. Dù tình trạng hiện tại như thế nào, thì chính ý nghĩ rằng mình sẽ không có đủ tiền bạc sẽ là biểu hiện của sự vô ơn với số tiền bạn đang có. Bạn cần phải thôi nghĩ về hiện trạng của mình và cảm thấy biết ơn số tiền mình đang có. Như thế thì tiền bạc trong cuộc sống của bạn sẽ gia tăng một cách nhiệm màu. Người nào đã có sẵn lòng biết ơn với tiền bạc sẽ được ban tặng thêm và anh ta hoặc cô ta sẽ trở nên dư giả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn đối với tiền bạc thì những gì anh ta hoặc cô ta có cũng sẽ bị tước đi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thầy Dự cũng thực hành cái phương pháp hút tiền như thế này đấy. Lát nữa thì thầy Dự sẽ chỉ cho các bạn, yên tâm nhé. Cảm thấy biết ơn đối với tiền bạc khi chỉ có một số ít tiền là một thử thách với bất cứ ai. Nhưng một khi hiểu được rằng mọi thứ sẽ không thay đổi cho đến khi bạn cảm thấy biết ơn, thì bạn sẽ có động lực lớn lao để làm nó. Vấn đề về tiền bạc có vẻ hơi nhạy cảm đối với khá nhiều người, đặc biệt khi họ không có đủ tiền. Vậy nên có hai bước trong phương pháp tiền bạc nhiệm màu. Điều quan trọng là bạn phải đọc qua những nội dung của phương pháp tiền bạc nhiệm màu vào đầu ngày, bởi vì bạn sẽ tiếp tục thực hiện phương pháp này trong suốt cả ngày hôm đó. Hãy ngồi xuống, dành vài phút nghĩ về tuổi thơ của bạn khi bạn chưa có hay có rất ít tiền. Hãy nhớ lại những ký ức trong đó, tiền bạc được người khác chi trả giúp bạn. Sau đó, nói và cảm nhận từ kỳ diệu rằng cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn bằng cả tấm lòng đối với mỗi kỷ niệm ấy. Bạn luôn có đủ thức ăn để ăn không? Bạn có sống trong một căn nhà không? Bạn có được đi học nhiều năm không? Bạn đến trường mỗi ngày bằng phương tiện gì? Bạn có sách để học, có bữa trưa hay những thứ cần thiết khác ở trường không? Bạn có từng được đi nghỉ ngơi khi còn nhỏ không? Bạn có món quà sinh nhật thú vị nhất mà bạn đã từng nhận khi mình còn nhỏ không? Bạn có xe đạp, có đồ chơi hay có thú cưng hay không? Bạn có được mua quần áo mới khi cơ thể lớn lên một cách nhanh chóng không? Bạn có đi xem phim, chơi thể thao, học nhạc cụ hay thực hiện một sở thích nào đó không? Bạn có đến khám bác sĩ và uống thuốc khi bị bệnh không? Bạn có đến khám nha sĩ không? Bạn có những nhu yếu phẩm hàng ngày không? Bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, dầu gội đầu, bạn có đủ không? Bạn có xem TV, bạn có gọi điện thoại, bạn có dùng bóng đèn hay dùng điện nước gì khi còn nhỏ không? Tất cả những điều này đều tốn tiền và bạn đã nhận được tất cả chúng mà không phải trả bất kỳ một đồng nào. Khi bạn nhớ lại những ký ức về tuổi thơ ấu và niên thiếu của mình, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã nhận được quá nhiều tiền từ những người vốn phải làm việc vất vả để tạo ra chúng. Hãy biết ơn từng tình huống và từng ký ức, bởi vì khi bạn cảm thấy thực sự biết ơn với những khoản tiền mà mình đã nhận được trong quá khứ, thì số tiền bạn sẽ gia tăng trong tương lai. Đây chính là sự đảm bảo từ quy luật của vũ trụ. Để tiếp tục thực thi phương pháp tiền bạc nhiệm màu, hãy lấy một tờ tiền ra, viết lên một mẩu giấy, dán vào tờ tiền đó với nội dung như sau: cảm ơn tất cả những khoản tiền mà tôi đã nhận được trong cuộc sống. Này, thì tôi thực hành cái điều này đây. Bạn nếu có cuốn sách thì cũng làm theo đúng như nguyên như điều này. Nhưng nếu bạn chưa có sách không sao cả, lát nữa thầy sẽ chỉ cho bạn cách thực hành trên internet. Nào, để tiếp tục thực thi phương pháp tiền bạc nhiệm màu, hãy lấy một tờ tiền đô la ra và viết trên mẩu giấy, dán vào tờ tiền đó với nội dung như sau: cảm ơn tất cả những khoản tiền mà tôi đã nhận được trong cuộc sống. Hôm nay hãy đem theo tờ tiền nhiệm màu ấy để ở trong ví, trong giỏ sách hoặc trong túi áo quần ít nhất một lần trong buổi sáng và một lần trong buổi chiều hoặc bao nhiêu lần tùy thích. Lấy tờ tiền nhiệm màu đó ra, cầm nó trong tay, đọc những từ bạn đã viết với lòng biết ơn thật sự cho sự đủ đầy về tiền bạc mà bạn đã có được trong quá khứ. Cảm xúc của bạn càng thật bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu thì phép màu để thay đổi tình trạng hiện tại của bạn về tiền bạc sẽ càng nhanh chóng đến bấy nhiêu. Bạn không bao giờ biết trước khi nào tiền của mình sẽ gia tăng, nhưng bạn sẽ thấy nhiều tình huống thay đổi và mang lại cho bạn nhiều tiền bạc hơn. Bạn có thể tìm thấy những khoản tiền mà trước đây bạn không hề biết, hoặc nhận được những khoản tiền mặt hoặc ngân phiếu bất ngờ, hoặc được giảm giá, hoặc được hoàn tiền, hoặc được giảm chi phí, hoặc được nhận rất nhiều các sản phẩm vật chất mà thông thường bạn cần phải tốn tiền thì mới có được. Sau ngày hôm nay, hãy đặt tờ tiền nhiệm màu của bạn ở nơi mà bạn vẫn có thể nhìn thấy thường xuyên mỗi ngày để gợi nhắc bản thân bạn biết ơn về khoản tiền đầy đủ mà bạn nhận được
Và cũng đừng quên rằng bạn càng nhìn vào tờ tiền nhiệm màu bao nhiêu lần thì bạn càng kích thích cho sự nhiệm màu được đến nhanh chóng hơn. Càng nhiều lòng biết ơn với tiền bạc đồng nghĩa với việc bạn càng nhiều tiền bạc hơn. Nếu bạn nhận thấy mình đang sắp sửa phàn nàn về vấn đề liên quan đến tiền bạc, bạn có thể nói ra hoặc chỉ nghĩ trong đầu thì hãy hỏi chính mình: tôi đã sẵn sàng trả giá cho lời phàn nàn này không? Bởi vì chỉ một lời phàn nàn cũng có thể ngăn chặn dòng tiền bạc chảy về phía bạn. Hôm nay trở đi, hãy tự hứa với bản thân mình rằng bất cứ khi nào bạn nhận được tiền, dù là tiền lương, tiền hoàn trả, tiền giảm giá hay bất cứ thứ gì khác người khác cho bạn mà bạn không phải tốn tiền mua, hãy cảm thấy thực sự biết ơn chúng. Trong mỗi tình huống này, bạn đều nhận được tiền và mỗi tình huống đều là một cơ hội để bạn sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn, từ đó gia tăng số tiền của mình để có thêm, thậm chí là nhiều tiền hơn số tiền mà bạn đã nhận được. Đó là chủ đề của ngày số 5, chủ đề mang tên là tiền bạc nhiệm màu. Và trong ngày số 5 này thì bạn vẫn thực hành những bài tập vô cùng quan trọng. Bài tập đầu tiên đó là bài tập liên quan đến cảm thấy mình thật hạnh phúc. Bài tập số 2 là bài tập liên quan đến viên đá biết ơn. Ok. Và bài tập số 3 rất là quan trọng của ngày hôm nay, chúng ta sẽ tùy biến những nội dung này vào bài tập chúng ta, đúng không nhỉ? Bài tập số 3 đó là bạn cần chọn ra một cái tờ tiền nào đó bất kỳ ở trong ví của mình. Chọn một tờ tiền bất kỳ trong ví của mình nha. Và nếu bạn có cuốn sách này rồi thì bạn sẽ dán cái tờ tiền đấy vào cái trang sách số 65 tiền bạc nhiệm màu. Sau đó bạn dán một cái tờ giấy lên trước cái tờ tiền này, ghi là cảm ơn tất cả những khoản tiền mà tôi đã nhận được trong cuộc sống, xong ký tên mình vào, dán để như thế này. Sau đó bạn sẽ chụp ảnh cái tờ tiền được dán vào cái trang sách này và đăng lên trên Facebook cá nhân của mình. Nhớ nhá, lại là một bài tập để đăng lên trên Facebook cá nhân của mình. Và bạn hãy đăng lên trên Facebook cá nhân của mình với câu tiêu đề là cảm ơn tất cả những khoản tiền mà tôi đã nhận được trong cuộc sống. Ở dưới thì bạn viết gì tùy bạn, nhưng cần yêu cầu có câu tiêu đề này. Và bạn chụp ảnh cái tờ tiền được dán trên cuốn sách này, bạn đăng lên minh họa cho nó. Còn nếu bạn chưa có cuốn sách này thì không sao cả, thì bạn chọn ra một tờ tiền bất kỳ, sau đó bạn dán một cái dòng chữ lên cái tờ tiền đó, xong bạn chụp ảnh. Không có cuốn sách này không sao cả, bạn cứ chụp ảnh và lại đăng lên trên Facebook giống như là bạn đang thực hành khi có cuốn sách này thôi. Ok, chúc các bạn có thể thực hành tốt ngày 5 tiền bạc nhiệm màu để thu hút thật nhiều tiền bạc, thật nhiều tiền bạc và thật nhiều tiền bạc về phía mình nha. Hẹn gặp lại bạn.